Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa là một cái gian số nè các bạn. Đây. Thì hiện tượng của nó là khi mình mở lên á thì cái nhạc của nó bị nghẹt các bạn, nó nghẹt nghẹt rè rè ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem thử cái hiện tượng của nó như thế nào ha. Thì ở đây mình đã câu xong rồi nè. Nó mình câu tín hiệu vô với dây âm ly mình câu rồi nè. Đây, câu rồi nè. Dây tín hiệu dây âm ly. Rồi bây giờ mình sẽ mở lên các bạn. Mở lên mình xem. Đó, rồi bây giờ mở lên nè. Đó. Đó. Đây. Đó, tiếng nó bị nghẹt nữa các bạn. Đó, nó nghẹt vậy đó. Thì ở đây là cái phần bên trong đó các bạn. Nó toàn bộ nó nè. Thì trong đây nó có chia ra phần nguồn riêng biệt nè, mình nhìn là mình biết rồi ha, cắm điện vô thì đây là cái nguồn. Rồi bây giờ tiếp theo các bạn sẽ kiểm tra cái phần nguồn cấp cho nó nè, ở đây. Các cái mức nguồn mà cấp cho cái mạch của mình nó hoạt động nè. Dẫn qua thang DC ha. Thì một que các bạn cập xuống mát nè. Ở đâu cũng được, miễn là mát giỏ là được. Đây cái phần này là 7V đó các bạn. Mở nó nguồn lên nè. Đó. Phần 7V có ha. Tiếp theo tới phần 12V. 12V có luôn. Tiếp nữa là cái phần trừ 30V. Đây, trừ 30V. Có luôn. Rồi F. Trừ F cộng F là cái phần này nó cấp cho cái mặt đèn mình nè. Nó AC, mình không có đo tại vì nó có đèn rồi. Đó, tiếp theo là VSS trừ nè. Có nè. Tới VDD cộng nè. Có luôn. Các cái mức nguồn nó có đầy đủ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra các cái mức nguồn để cấp cho từng khối nữa các bạn. Mình kiểm tra, mình đo cái phần trên đây nó có những cái con IC ống áp ha. Đây mình cập vô mát nè. Ở trong cái tép dây nè, nó có một cái con IC ống áp 5V nè. Đó, các bạn đo vô đây. Đó, có 5V nè. Tiếp theo, đằng đây cũng có cái con IC ống áp 5V. Có luôn nè. Tiếp nữa. Đây con này 3/3. Có luôn. Đó. Tiếp theo là cái con này. 3/3 nè các bạn. Nó có 3/3 luôn, còn con 5V đây nè. Đó. Thì các cái mức nguồn để cấp cho từng khối nó có đầy đủ hết rồi. Tiếp theo thì các bạn kiểm tra cái phần mạch của mình xem coi nó có bị bong tróc rỉ sét hay là nó bị oxy hóa đó các bạn. Nếu như mới mở lên đó các bạn thấy ok bình thường luôn, nhưng mà khi mà nó nóng lên rồi á thì nó sẽ bị sôi hoặc là nó bị lúc lớn lúc nhỏ. Ở đây là mình đã thấy được một con IC này nè, 2429 nè. Con này nó đóng một cục nước luôn nè. Đó. Con này đóng một cục nước ha. Rồi tới cái phần này, tới con này. Con này các bạn nhìn kỹ các bạn thấy nè. Đó, các bạn nhìn kỹ mình thấy nó bị một cục nước ở đây luôn, nhưng không phải là nước nó nhảy nhiễu vô ha, nó chỉ là nhiệt độ ẩm á, nó ẩm tới cái mức để nó mà nó oxy hóa được cái mạch của mình nè, chứ không phải là nước nó đổ vô nha. Rồi thứ hai nữa là các bạn xem nè, mấy cái đường mạch mà hai hai lớp nè, mạch của mình là mặt mặt trên mặt dưới đó các bạn, nè nó đen nè, nó oxy hóa nó đen nè, ở đây nữa nè, nó nguyên khu vực này nè. Thì cái này lâu ngày á thì nó sẽ mục cái phần tiếp xúc giữa mặt trên với mặt dưới, cái khoảng giữa nó mục các bạn, nó mục nó tiếp xúc không tốt á thì nó sẽ sinh ra nhiều hiện tượng lắm. Cho nên đó là đầu tiên các bạn kiểm tra mấy cái phần này nè, mình vệ sinh, mình hàn cho nó sạch sẽ lại trước đi.
Thì cái phần nước này nè các bạn, nó đây nè, đây nè, đây nè, lâu ngày á nó có thể nó dẫn điện luôn. Mình tắt cái này đi, nói các bạn tắt đi. Rồi các bạn đo nguội bằng cách là than 10 kg nè, than 10 kg nữa các bạn. Thì cái mấy cái mạch bình thường các bạn đo khơi ở trên này thôi, các bạn đo ở trên thôi, đừng có làm cho nó lủng xuống dưới ha. Nói các bạn đo ở trên thôi, nó không thông là được, hoặc là nó lên một chút xíu là nó bị rỉ á. Từ bây giờ các bạn đo ngay cái chỗ mà nó bị oxy nè đó, mình đừng có làm cho nó lủng xuống dưới cái mạch in dưới, mình chỉ là đo ở trên thôi. Đó, mình đo ngoài mình thấy nó lên nè, đó kim nó nhúc nhích, đó các bạn thấy không? Đó. Rồi sau khi mà mình đã kiểm tra sơ bộ mình thấy vậy rồi, các bạn phải dùng xăng thơm các bạn. Mình sẽ rửa cái mạch của mình. Đó các bạn rút điện ra, rút điện ra, cách ly cái nguồn điện ra luôn. Bây giờ mình sẽ cho xăng thơm vô, mình rửa cái mạch của mình. Đó, bây giờ mình sẽ sấy cho nó khô nè. Các bạn sấy xong rồi các bạn đo lại lần nữa xem cái kim nó còn lên không ha. Đây cái phần hồi nãy nó bị rỉ nè. Đó, còn đây bình thường ở ngoài nè. Đó, hết rỉ rồi nè. Đó. Nó không còn rỉ nữa các bạn. Rồi sau khi mình kiểm tra cái phần đó nó hết rỉ rồi, bây giờ mình các bạn cứ cấp cái nguồn vô. Giờ mở lên nè. Đó, rồi bây giờ mình sẽ mở cái nhạc lên các bạn. Đây. Hết nhạc rồi nè. Thử micro luôn các bạn, không hú ha. Rồi ok ha, rất là đơn giản thôi. Thì với cái hiện tượng này các bạn chỉ cần vệ sinh thôi chứ không cần phải sửa cái gì hết đó các bạn. Rồi
Nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.